Trong bức ảnh, Mbappé còn viết dòng trạng thái: "Tôi là cầu thủ hàng đầu, xứng đáng với một bản hợp đồng đắt giá như Moises Caicedo ở London." Moises Caicedo là tiền vệ của câu lạc bộ Brighton chuyển đến Chelsea với giá trị kỷ lục bóng đá Anh, 115 triệu bảng. Mbappé hiện vẫn thi đấu cho PSG. Tuy nhiên, tương lai của ngôi sao 24 tuổi người Pháp này vẫn còn chưa rõ ràng. Anh vẫn chưa đồng ý đàm phán gia hạn với đội bóng thành Paris, trong khi hợp đồng chỉ còn thời hạn đến tháng 6 tháng 2024. Những tin đồn Mbappé gia nhập Real Madrid ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè, chỉ còn khoảng 2 ngày nữa kết thúc, vẫn đang râm ran. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gần đây có thông tin đã khóa sổ kỳ chuyển nhượng của mình, nhưng vừa xảy ra trường hợp tiền đạo Vinicius chấn thương nghỉ ít nhất 6 tuần. Sự cố này có thể khiến chủ tịch câu lạc bộ, ông Florentino Perez cân nhắc lại ý định mua Mbappé. Đội hình của Real Madrid sẽ mạnh đến mức nào nếu chiêu mộ thành công Kylian Mbappé? Việc Mbappé đưa thông điệp bí ẩn lên mạng xã hội ngày 30 tháng 8 có thể là một tín hiệu gửi đến Real Madrid theo tờ Marca, Tây Ban Nha. Đây là thông điệp với ý định rất rõ ràng. Mbappé chia sẻ bài hát có tựa "Đặc biệt" do ca sĩ Dep kết hợp với Tiago La trình diễn, cùng dòng trạng thái dựa theo lời bài hát "Tôi là cầu thủ hàng đầu, xứng đáng với một bản hợp đồng đắt giá như Moises Caicedo ở London" đã đủ nói lên tất cả, tờ Marca cho biết thêm. Bên cạnh thông điệp, Mbappé còn đăng kèm 3 biểu tượng cảm xúc làm tăng thêm sự mong đợi, một hình ảnh quả bom, hai bàn tay, chốt lại thỏa thuận và ngọn lửa. Ngay khi thông điệp của Mbappé được đăng tải, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng với đủ loại bình luận. Thị trường chuyển nhượng mùa hè của năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu sẽ đóng cửa vào ngày 2 tháng 9 giờ Việt Nam. Trong thời gian ít ỏi còn lại, liệu phi vụ bom tấn Mbappé đến Real Madrid có xảy ra hay không sẽ rất kịch tính cho đến phút cuối.